Dạ vâng, chào mừng tất cả các bác, tất cả quý vị khách hàng trên toàn thể đất nước đã quay trở lại với kênh quay video bán hàng và giới thiệu sản phẩm của cơ sở đầu gỗ nội thất Y Huân. Và trong video clip ngày hôm nay thì cơ sở đầu gỗ nội thất Y Huân xin trân trọng được gửi tới quý vị khách hàng một bộ combo sản phẩm phòng khách, đó là bộ ghế tần thì hoàng và một chiếc kệ tivi hoàng gia. Và những ai mà đang quan tâm đến mẫu combo sản phẩm này thì hãy dành ra khoảng vài phút đồng hồ em xin giới thiệu qua những đường nét chi tiết của bộ combo sản phẩm này cho tất cả quý vị khách hàng cùng xem qua. Dạ vâng, trước mắt quý vị khách hàng là bộ tần thì vàng, được làm bởi chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Và bộ sản phẩm này thì bên em làm thì gồm 6 món, gồm một đoàn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn kẹp và một đôn con. Và hàng này thì em làm theo phân khúc của cột 12, cột 12 chân 12 các bác nhé, cột 12 chân 12 đó. Còn trước tiên về phần em sẽ giới thiệu đầu tiên là cái phần đoàn dài. Đoàn dài này thì bên em có thiết là dài là 2m50, sâu 72 và cao là 1m25. Và phần đầu tiên về trước đoàn dài này là về phần ván mặt. Ván mặt này thì bên em làm dày 2 phân, làm nguyên một tấm, làm nguyên một tấm các bác nhé, dày 2 phân làm nguyên một tấm, chọn vân, được chọn vân kỹ tỉ mỉ, kỹ lưỡng, sắc nét. Đó, khuôn tranh thì của nó thì dày 4 các bác nhá, khuôn tranh dày 4. Hàng thì hai tầng cầu chỉ, 1 2 2 tầng cầu chỉ các bác nhá. Yếm của nó là yếm liền. Yếm liền. Dày 4 phân. Đó, yếm liền dày 4 phân. Chân là chân 12, chân vén đế liền. Đó, chân vén đế liền chân 12. Và pháo này. Đây là pháo 5 và pháo 6 các bác nhá. Đó, pháo 5 và pháo 6. Còn mai rùa đây, mai rùa của em cũng là mai rùa liền các bác nhá, mai rùa liền xoáy. Đó. Cột là cột 12. Cột không tâm. Cột 12, cột không có tâm các bác nhá. Cột liền. Đó, cột liền các bác ạ. Cột 12. Và phần vách đây. Và phần tiếp tục là phần vách. Vách này thì bên em đục có đục có 3 chữ phúc lộc thọ, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc cho đến gia chủ nhà mình. Và cái phần khuôn đây, cái khuôn này của bên em thì làm dày tới 4 phân các bác nhá. Khuôn dày 4 phân. Đấy, khuôn tranh khuôn của nó dày 4 phân. Và hai cái cột trong thì trên đỉnh thì được đục hai con nghê. Đây, hai con nghê. Và trương của em cũng là trương liền các bác nhá. Trương liền xoáy. Mặt trương thì đục con rơi. Đó. Và phần ván vách này để làm được chi tiết và sắc nét này thì phải dày tới 2 phân các bác nhá. Đấy, dày 2 phân. Đó. Còn tiếp theo đấy là phần hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên em đồng kích thước là cao là 1m25, dài là 1m10 và sâu là 72. Ván mặt của bộ sản phẩm này thì đều là nguyên một tấm và dày 2 phân các bác nhá. Được hàng ván mặt thì các bác có thể nhìn thấy được trộn vân, chọn gỗ tỉ mỉ kỹ lưỡng đó để tạo ra một bộ sản phẩm chất lượng cạnh đạt, hiệu quả cao. Đấy thì những người thợ bên em đều lọc ra những khối gỗ là đẹp nhất để dựng lên bộ sản phẩm nó tuyệt vời nhất để gửi tới các bác. Và phần hai vách của phần hai cái đơn này thì vách của trước cái đơn này thì đục chữ quý và trên chữ quý là cây thông đó, cây thông. Và các bác có thể nhìn thấy hàng thì đều được đục máy sửa tay. Đấy, đục máy sửa tay cho nên những đường nét sâu cực kỳ sắc nét, những đường nét đục cực kỳ sâu và sắc nét. Đấy, còn bên này là chữ phúc, chữ phú. Đấy, chữ phúc nhá các bác, chữ phúc nhá. Còn trên nó cây mai. Đấy, những đường nét chi tiết của hai chiếc ghế đơn. Và hàng này thì được phun lên bởi lớp sơn BU7, một loại sơn lớp sơn chống xước và đang được rất nhiều người tin dùng, rất nhiều cơ sở tin dùng. Đấy, hàng thì 100% là gỗ hương đá, không trộn lọc và pha tạp bất kể gỗ khác cho nên các bác yên tâm. Đấy, còn tiếp theo là về phần trước bàn. Trước bàn này bên em có kích thước 75 x 1m45 và ván mặt bàn thì bên em đục tựa theo bức tranh thuận buồm xuôi gió. Đấy, tượng trưng cho công việc làm ăn luôn luôn tươi tốt và phát triển. Còn hai bên của chiếc bàn thì mỗi bên sẽ có một chiếc ngăn kéo. Đây, mỗi bên sẽ có một chiếc ngăn kéo hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài.
kéo ra kéo vào cực kỳ trơn tru. Đấy. Và chiếc ngăn kéo này thì cực kỳ tiện lợi cho các bác để đồ. Những cái đồ nào, đồ vật nào mà các bác để trên bàn mà thấy nó không tiện nghi cho lắm thì các bác có thể để vào đây, hoặc là những cái chén hoặc là những cái đồ vật nhỏ nhỏ các bác để vào thì cực kỳ tiện lợi. Đấy. Còn tiếp theo phần đôn kẹp. Đôn kẹp này thì bên em có thước là 40 x 75. Và ván mặt của đôn kẹp đây thì bên em đục những nét hoa văn của những cây lá sen và những con cò. Đấy, các bác có thể nhìn thấy trước mặt đôn kẹp cũng sẽ có một chiếc ngăn kéo. Đấy, hoàn thiện tinh chữ từ trong ra ngoài. Và cái này là cái lúm các bác nhá. Cái lúm khi để kính lên. Đấy. Để kính lên. Đó, cái lúm. Đấy. Còn tiếp theo phần cuối cùng của bộ bàn ghế này là chiếc đôn con. Chiếc đôn con này thì bên em có kích thước là 40 x 40 các bác nhá. 40 x 40. Hàng thì đều là hàng phân khúc và hàng dày. Khuôn 4 ván 2. Các bác nhá, khuôn 4 ván 2. Chân vén đế liền. Còn phần cuối cùng của bộ sản phẩm là chiếc kệ tivi hoàng gia. Ván mặt của chiếc kệ tivi này thì đều là ván mặt liền, dày phân rưỡi các bác nhá. Ván mặt liền, dày phân rưỡi. Được chọn vân như các bác có thể nhìn thấy, được chọn vân những thứ vân núi và những thứ vân tròn loang ra cực kỳ đẹp. Khuôn tranh của nó thì dày 4 các bác nhá, khuôn tranh dày 4 phân. Hàng thì có hai bên cánh và hai chiếc ngăn kéo. Đây, hai bên cánh và hai chiếc ngăn kéo. Đều được những đường nét đều được hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Và chiếc kệ TV này thì cũng được làm bởi chất liệu gỗ hương đá các bác nhá. Đây, kể cả phần ngăn kéo em quay trực tiếp này. Hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài. Đó. Và những đường nét của phần yếm thì đều được đục hoa lá tây. Đều được đục hoa lá tây. Chân của nó là chân vén cong các bác nhá. Chân vén cong được đục hoa hồng. Đó, chân vén cong được đục hoa hồng. Đó, cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Chiếc kệ TV hoàng gia. Cực kỳ đẳng cấp và sang trọng khi kê vào nhà. Đấy. Và để mà bỏ ra một số tiền mà các bác thu về bộ combo sản phẩm tốt và nó đẹp như thế này thì cực kỳ đáng đồng tiền luôn các bạn. Và những các bác nào mà đang quan tâm đến mẫu combo sản phẩm này thì hãy trực tiếp liên hệ qua số 0988 685 625, hoặc là inbox trực tiếp để được tư vấn cụ thể hơn và kỹ lưỡng và sâu hơn về mặt sản phẩm. Và video của em cũng đến đây thì cũng đã dài rồi. Và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo của cơ sở bên em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của cơ sở bên em.